Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện hiện đã có đủ thuốc chống thai ghép cho bệnh nhân ghép thận tham gia bảo hiểm y tế. Theo bác sĩ Việt, ngay khi xảy ra tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế với người ghép thận, giám đốc bệnh viện đã xác định đây là tình trạng khẩn cấp. Trước tình hình đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã mua vượt 20% với một trong số các loại thuốc bị thiếu, 4 loại còn lại được tổ chức mua sắm theo hình thức chỉ định thầu, sau đó tiến hành đấu thầu rộng rãi theo quy định. Ngoài ra, với những bệnh nhân đã phải mua thuốc bên ngoài với chi phí cao, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội để có hướng giải quyết quyền lợi chính đáng cho người bệnh. Đồng thời, phòng công tác xã hội hỗ trợ chi phí đối với người ghép thận là bệnh nhân nghèo hoặc cận nghèo trong thời gian bệnh viện hết thuốc. Bác sĩ Phạm Thanh Việt cũng cho biết, việc mua sắm thuốc trong cơ sở y tế công lập phải thực hiện theo các hình thức đấu thầu theo quy định. Thỉnh thoảng có xảy ra một số trường hợp khách quan thuốc không trúng thầu được. Ví dụ không có đơn vị tham gia đấu thầu không đạt hồ sơ hoặc vượt giá. Khi đó, bệnh viện cũng không thể cung ứng được thuốc theo quy định và người bệnh bảo hiểm y tế phải đi mua bên ngoài. Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng thiếu thuốc thải ghép cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Một số bệnh nhân đến lịch tái khám phải mua thuốc này ở bên ngoài với chi phí rất cao, lên đến hàng triệu đồng. Thuốc chống thải ghép là thuốc phải dùng suốt đời với người ghép tạng. Các thuốc trên thuộc nhóm thuốc đàm phán giá quốc gia, do đó phụ thuộc vào công tác đấu thầu thuốc.